Anh chẳng mong ước chi cao vời. Hi, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Vân đang trên đường đi, Vân đang ở tại tỉnh Đắk Nông. Và bây giờ thì Vân đang có một chuyến đi đến với Tà Nung. Đúng không ạ? À, đúng không ạ, bạn trợ lý? Tà Nung. À, mình đang đến với Tà Nung. Và ngày hôm nay thì mình nghĩ là với một cái điều kiện như thế này thì mình nên làm một cái vlog về cái hành trình của mình ngày hôm nay. Và rất là mong rằng mọi người sẽ đón theo dõi cái hành trình này nó sẽ có những gì nhé. Chỉ là tình yêu em còn nhớ đến và sẽ đi. Ủa, mình đang nghe máy sub đúng không ạ? Sao nhiều quá vậy? Không, phải công nhận là những cái bài nhạc ngày xưa tới giờ vẫn rất hay nha mọi người. Đây là con gấu ghiền của mình. Tại vì đi cũng xa cho nên là ngồi xe bị mỏi lưng quá, cho nên là mình đem nó theo để mình lót cái lưng thôi. Nhưng mà nó là gấu ghiền mà mỗi buổi tối mình hay ôm ngủ. Bây giờ mình đã tới, vừa tới nơi, nhưng mà hồi nãy là mình nói là Tà Nùng, do mình không biết thật sự đó gọi là Tà Đùng mà mọi người. Đi thôi. Bây giờ thì mình sẽ... Ủa, nay mình mua vé hả chị? Mình mua vé. Mình phải mua vé, mọi người, mình phải mua thì mình mới được vào nha. Còn nếu như mà mình không mua vé thì mình sẽ không được vào đâu ạ. Đơn giản ghê. Đẹp quá mọi người. Giới thiệu với mọi người, đây là Tà Đùng. Và nơi đây là một cái nơi mà mình nghĩ là sẽ là một cái view để mình ngắm, có thể ngắm một cái cảnh rất là đẹp. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight cause I am falling, I'm so deep. Một số tạo dáng, ví dụ như đau chân, đau vai, đau đầu, đau môi, đau bụng, lạnh bụng, đau xương gáy. Nếu mà ở đây thì mình có cà phê hay có gì uống, cộng với cái không khí ở đây, không gian ở đây thì thật sự rất là thích. Và mình nghĩ là chắc là do là mùa này cũng đang cũng hơi mưa cho nên là nó cũng không có quá nắng.